15 giây này. Các bạn đừng có comment và các bạn đừng nghĩ comment là được quá. Các bạn phải đăng ký nha. Hôm nay chúng ta cùng đến với thí sinh tiếp theo. Hôm qua đã có 3 thí sinh lần lượt thử thách cùng mini game Plank Challenge. Tất cả mọi người đều đã trên 5 phút. Không biết hôm nay thí sinh Quỳnh Cun chúng ta sẽ thế nào. Trong quy định plank của chúng tôi không được nhấc tay, không được nhấc mông, không được hạ mông. Gót chân các bạn cố gắng đẩy lên cao vuông góc. Vừa phạm luật mà lại vừa phạm lỗi. Thí sinh này ạ, chỉ có anh chơi chơi chứ auto không được nhận quà. Kể cả thiếu làm trái luôn. Đấy. Đây, riêng cái màn mà tay nào cũng nhắc lên liên tục thế kia, rồi mông lắc thế kia thì làm sao mà có thể. Đấy, còn dướn dướn đầu. Còn lâu. Tôi nghe thì kiểu bao nhiêu giây nữa nghe thì giống hình bóng của em Linh hồi xưa tập ca trưa ở đây. Hơi phút rồi chị ạ. Hơi phút rồi. Đâu không? Chị dừng lại đi, chị rửa mặt đi. Chưa, chưa. Thí sinh bên ngoài đang có những yếu tố đang có những các thí sinh lần lượt bên ngoài đang có những tác động. Vâng, thí sinh đã xuống với thời gian là 3 phút. Auto không được nhận quà.